Zika Audio. Nghe chưa đủ, hãy xem phim. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio ạ. Vâng, hôm nay bên em sẽ làm một video giải thích với các bác một cái cổng ở chuyên vang cơ lai số. Dù tất cả các loại vang cơ lai số nào nó có một cổng center ấy, thì rất nhiều bác không biết cách sử dụng của cái cổng center này. Thì hôm nay bên em sẽ giới thiệu chi tiết đến các bác tác dụng của cái cổng center. Vâng, thì đây là em đang lấy một cái vang cơ lai số WeWood mã là TF9 Plus ạ. Vâng, đây là mặt trước của cái vang cơ lai số WeWood VHL TF9 Plus, đặc biệt là có cổng quang. Đây là bản mới nhất năm 2019. Vâng, thì đây là bên trên là cái phía sau của cái vang cơ lai số WeWood TF9 đấy ạ. Đây là phía sau. Đây là phía sau đấy ạ. Vâng, thì đặc biệt là ở các cổng này là có những cái cổng này. Đây là đường sub này. Sub này thì rất nhiều người cũng chưa biết cách kết nối đâu. Thì cái đấy em có một cái video đã giới thiệu chi tiết rồi. Hôm nay em chỉ hướng dẫn cái cổng center. Center này của các bác mà các bác chưa biết sử dụng, không biết tác dụng nó ra làm sao. Đằng bên này là hai loa về trái với phải đi rồi. Đấy là R và L. Nói chung là right và left, thường thường chúng ta hay gọi là R và L, dễ phân biệt, dễ hiểu. Đây đặc biệt là cái dòng này là có cổng quang này. Đây ạ. Để cái dòng này nó hỗ trợ cổng quang rất là hay cho chất nhạc tinh tế hơn. Nó tích hợp được những cái TV thế hệ mới bây giờ. Thường thường là người ta đã bỏ cái jack 3.5, người ta tích hợp cái cổng quang vào trong TV. Thì các bác mua cái vang cơ lai số này về, các bác thích hợp rất là tiện. Đấy. Thì em diện các bác, đây là cổng center để làm gì? Vâng, cổng center là để chúng ta dùng một cái loa trung tâm. Center nghĩa là trung tâm. Là trung tâm mà chúng ta sắp đặt những cái hai cái loa hai bên. Ví dụ là chúng ta có đủ loa, rất là nhiều loa để chúng ta kết nối, thì hai cái R và L này chúng ta để hai bên. Còn cái cổng center này là để chúng ta đặt loa ở giữa. Đặt loa ở giữa để chúng ta hát. Đấy, hay là gọi loa lời đấy ạ. Thì đặc biệt phía sau cái cổng center này nó có một cái phím volume. Đây là gain. Gain center này. Đây ạ, gain center. Gain center này là nó, các bác nhìn dung là hiểu nôm na, đó là cái núm tinh chỉnh của cái to nhỏ, hay gọi là volume to nhỏ đấy ạ. Đó là tác dụng của nó là như vậy. Và phía sau này này, phía sau này nó có một cái núm tinh chỉnh nảy ra này vào. Đấy, nó có hai phần, đó là phần music và phần mic. Đấy, phần music và phần mic. Thì các bác ấn vào nhé, các bạn ấn vào này thì nó sẽ cho cả nhạc cả lời đi qua cổng center này. Đấy, cả nhạc cả lời đi qua cổng center. Còn các bác nảy ra, đây là hướng dẫn nảy ra này. Nó chỉ nó ngắt, nó sẽ cắt cái tiếng nhạc ở trong cái loa trung tâm. Nó chỉ cho tiếng mic vào thôi. Nó chỉ cho tiếng mic chúng ta hát lọt vào cái loa center này để cho nó bay bổng hơn, trong trẻo hơn, nó không trộn lẫn vào cái loa chúng ta nghe hai bên. Đấy, đây là tác dụng của cổng center. Thì bên em cũng đang kết nối với cái cổng center này phía sau. Đấy, em sẽ quay ra phía sau để bên em sẽ nảy ra nảy vào để các bác phân biệt được cổng center này tác dụng như thế nào. Đây nha các bác nhé, đây là center output này, đây là tín hiệu ra này của cổng center của loa trung tâm. Và đây là hai cái núm tinh chỉnh đây, nảy ra nảy vào đây ạ. Đây là gain to nhỏ đây ạ. Vâng, em sẽ quay đằng sau để em chỉnh hai cái núm này. Music và mic nó tách biệt hẳn. Cho nên các bác ấn vào thì cả nhạc cả lời sẽ trộn lẫn vào trong cái loa trung tâm. Và nảy ra thì chỉ có đường mic không thôi. Đấy là các bác hiểu nôm na như vậy. Vâng, còn đây là phía sau các bác nhé. Em đang đấu bằng cổng center đây ạ. Vâng, em đang đấu bằng cổng center output đây. Thì em đang đấu hai một loa cho một vế và một loa center để các bác dễ phân biệt hơn. Đấy, đây là em đang cho nhạc đi qua hai loa các bác nhé. Em đang cho nhạc đi qua hai loa để em ấn vào này. Em ấn vào cái phần music ạ. Đấy, thì là cả hai loa đều cho chất nhạc đều như nhau. Vâng, bây giờ em nở ra này, nó sẽ cho đường mic đi riêng nhé. Em nở ra này, đấy các bác thấy không, đường mic đi riêng. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6.
Vâng. Đấy là em nảy ra nó chỉ cho đường mic đi riêng đây, đấy là gọi là từ cổng center nó ăn lời để hỗ trợ cái giải lời chúng ta hát được bay bổng hơn. Giờ em ấn vào là trộn cả nhạc nhé. Alo 1 2 3 4 5 6 7. Alo 1 2 3 4 5 6 7. Các bạn nhé, khi mà chúng ta ấn vào nó có cả mic và cả nhạc trộn trong cái la center. Đấy, chúng ta lẩy ra thì để đứng mic không thôi, ngắt tiếng nhạc đi. Đấy là tác dụng của cổng center, chúng ta hiểu nôm na như vậy. Alo 1 2 3 4 5 6. Đấy, thì này em đã thử kết nối theo cái cổng center để các bác hiểu. Vâng, bật cả nhạc lên. Đấy, đây là cái tác dụng của cổng center. Vâng, sau cái clip này thì các bác đã hiểu được thế nào là cổng center các bác nhé. Vâng, về cơ bản thì vang cơ, lai số hay vang cơ hay là vang số, tất cả những cái loại vang đều có cổng center riêng hết. Vâng, vang cơ, lai số thì dễ chỉnh hơn là vang số. Vang số chúng ta phải cần can thiệp vào máy tính, can thiệp vào phần mềm, chúng ta chỉnh từng giải tần một thì mới cắt được mic và nhạc riêng. Nhưng riêng vang cơ lai số nó có một cái lối tinh chỉnh cơ rất là tiện, và toàn bộ phía bên trong thì được xử lý bằng chip số. Đấy, rất là tiện cho các bác. Vâng, nhiều bác cũng không để ý cổng center đấy đâu ạ, vì là chúng ta cứ cắm hai loa này là đã hoạt động rồi. Đấy, còn đường súp riêng đây ạ. Vâng, sau cùng thì em xin dừng video. Em chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe dồi dào và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Tôi xin chào và hẹn gặp lại vào các clip sau ạ.